lựa một set bộ nha, gồm một cái dây khoan lật và một cái lắc. Đây, khoan lật đúc đặt luôn, quý khách nào móc máy hai bên luôn, mình đeo được hai mặt ha. Phân dây này là 2 lượng 7 3 phân ha. Thêm một cái lắc, đây, lắc đi bộ luôn, lắc khoan lật. Lắc này là 1 lượng 7. Quá đẹp luôn. Tổng bộ này của chị Thấm là 151.500 ha. À, chị để hộp hết à. Để hộp cho chị à. Rồi. Nữ trang bên em á, chị đeo sau này mình muốn đổi mẫu á, là vàng đổi ngang bù tiên công thôi, không có bù chênh lệch vàng nha. Rồi. Chị giữ hóa đơn ha. Rồi em gửi. Em cảm ơn anh chị nhiều ạ. À, tối nay là em đón tiếp chị Dương ha. Chị qua lựa mấy bộ xi măng nào quá đẹp luôn. 3 bộ xi măng em quay cận cho khách mình thấy mẫu cho dễ em. Đây là mẫu logo thương hiệu Phun Cát ha. 3 bộ này của chị Dương là 2 lượng hơn ha. Chị giá của nó là gần 70 triệu. Quá đẹp luôn. Bên em có đủ ni tay nha. Tay chị đeo 3 bộ mà 1 ni 60 nè. Rất là đều tay đẹp luôn. Rồi cảm ơn chị Dương nhiều nha. Cảm ơn anh chị. Mình giữ hóa đơn nha, để xin là mình đổi cho chị nha. Anh Thảo à, trưa nay là em đón tiếp anh Tiến. Anh qua lựa một cái lắc khoan lật nha. Đây là vàng công ty 610 quý khách ha. Đây là khoan lật thẻ rồng nè. Phơm lắc này là 1 lượng hơn nha. Móc máy rất là sáng luôn. Anh lựa thêm một đôi bông vàng Italy 750. Đây, vàng Italy 750 một hộ tiền chồng đúng nè. Em đeo cho anh luôn ha. Đâu em nó thử đó. Dạ con hiểu rồi. Khi nào anh mở em nâng cái này xuống nha. Cái này là anh có đeo luôn không? Tổng nguyên bộ này của anh là 40 triệu ha. Anh giữ hóa đơn nha, cảm ơn anh nhiều. Sáng nay là em đón tiếp chị Nga. Chị qua ủng hộ Kim Anh Thảo em một sợi dây và một cái nhẫn nha. Đây chị lựa một dây ép bính, đây là dạng 9 sợi nha. Móc máy rất là sáng luôn. Form dây này là 1 lượng 1 6 phân 4. Rồi thêm một cái nhẫn dạng kiểu dạng bản mo nữa. Đây, nhẫn này là gần 1.6 khách ha. Em đeo cho chị Nga nha. Nữ trang bên em mình đeo sau này mình muốn đổi mẫu là vàng đổi ngang bù tiền công thôi. Rồi cảm ơn em. Cái này nó vàng giả kìa nhìn quá trời sang luôn. Đâu? Đây đâu? Món giữa là giữ tiền luôn nè. Quá trời sang luôn. Nguyên bộ này của chị Nga là 46.500 ha. Rồi em gửi chị đẹp hóa đơn. Cảm ơn chị nhiều nha. Chúc chị làm ăn phát tài. Trưa nay là em đón tiếp anh Vinh. Anh qua lựa một cái dòng là so bi nha. Để tặng vợ. Một cái dòng là so bi này là 14 cộng nha. Trọng lượng của nó là 1 lượng 7 4 phân 9. Móc máy rất là sáng đẹp luôn quý khách nè. Đây là dạng móc máy caro ha. Hai bên đai đều là móc máy mũi sàn luôn. Rất là sáng đẹp luôn. Chị giá cái dòng này là gần 60 triệu ha. Rồi cái này em để hộp cho anh Vinh nha. Gửi hóa đơn cho anh nha, cảm ơn anh nhiều rồi. Thảo à, tối nay là em đón tiếp anh Minh. Anh qua lựa một cái nhẫn. Đây là nhẫn Chu Phúc quý khách ha, vàng nữ trang 980. Anh lựa một mẫu nhẫn đúc nha. Hai bên đai là có chỉ luôn. Trọng lượng cái nhẫn này là 1 lượng 1 phân 2 nha. Trị giá của nó là gần 53 triệu. Em mượn tay em đeo thương cho anh ha. Đeo cái này. Món giữa là tấn tài tấn lộc là giữ tiền luôn nè. Quá đẹp luôn. Rồi em cảm ơn anh nhiều ạ. Em gửi mình hóa đơn ha. Mình giữ hóa đơn để sau này mình muốn đổi mẫu mình đem ra mình đổi. Dạ rồi, cảm ơn anh.